Cùng với đó, việc làm tổ chức tại nhà văn hóa còn tạo nên bầu không khí vui tươi phấn khởi mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây cũng là nét đẹp mà mỗi người dân của tổ dân phố và hội viên của chi hội người cao tuổi cần giữ gìn và phát huy. Ngày hôm nay, trong không khí vui tươi phấn khởi đón mừng mùa xuân mới tại nhà văn hóa tổ dân phố Đại Xuân, được sự nhất trí của cấp ủy chi bộ, ban quản lý tổ dân phố, chi hội người cao tuổi, các tỉnh các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố Đại Xuân long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ năm 2027. Và bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu về dự lễ mừng thọ ngày hôm nay với chúng ta. Về các đại biểu hội người cao tuổi phường Thái Đông có ông Đào Đức Hinh, phó chủ tịch hội người cao tuổi phường Thái Đông. Có và phía tổ dân phố Đại Xuân, ông Nguyễn Hùng Trường, bí thư chi bộ, ông Nguyễn Văn Châu, tổ trưởng tổ dân phố, ông Lê Đình Bắc, bí thư đại hội cùng với các ông bà là trưởng phó các ban ngành đoàn thể các tổ dân phố. Buổi lễ còn có các cụ được mừng thọ năm 2023 và các con cháu của các cụ để cùng chi hội người cao tuổi và đại diện các ban ngành đoàn thể tổ dân phố Đại Xuân đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là phần văn nghệ trực chúc mừng và xin mời người dẫn chương trình văn nghệ cháu Phan Thị Thu Long vợ chồng. Cứ đứng đây em. Chương trình văn nghệ lễ mừng thọ tổ dân phố Đại Xuân năm 2023 xin phép được bắt đầu. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho đội văn nghệ xin gửi tới quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, người Việt Nam ta vốn đại lòng với đạo hiếu, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Bởi vậy, mỗi người thêm một tuổi là thêm sự tôn vinh, kính trọng của gia đình, họ hàng, hàng xóm. Lễ mừng thọ hôm nay thể hiện sự quan tâm của các ngành, các cấp địa phương với người cao tuổi. Và đây cũng là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ. Trong lễ mừng thọ hôm nay, đội văn nghệ tổ dân phố Đại Xuân xin được gửi tới các cụ, các quý vị đại biểu chương trình văn nghệ chào mừng lễ mừng thọ các bậc cao niên năm 2023 với chủ đề
biết ơn nguồn cội. Mở đầu chương trình là liên khúc Xuân Về Mừng Thọ Mẹ Cha do các hội viên chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đài Xuân thể hiện. Xin mời các cụ, quý vị đại biểu cùng đón xem. Cánh em nơi nơi, hát vào người đi hái lộc. Đẹp
áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trống xuân gian nan dặm mê đi xuân về. Sắc lục tài ở khắp nơi phố phường một năm mới ta không nhìn ăn bên nhau. Nhưng kết bên mà là bên nghèo nhà khi mà đàn về hoa hồng thắm tươi. Chốc cùng già để sống lâu sống khó cũng còn trắng sang năm lại đón Tết xa. Và tiếng chúc mừng sẽ đồng lên với sao mình nhiều hơn Tết nay. Tết đến là đủ mỗi bên bếp hồng và nụ ánh chim xanh trong sân đa dạng. Người cao tuổi tổ dân phố Đại Xuân. Kính thưa các cụ, làm thơ là một thú vui tao nhã của người cao tuổi. Những vần thơ chứa chan ba tình cảm nỗi niềm, những vần thơ đã giúp cho cuộc sống của tuổi già thêm phần ý nghĩa. Sau đây xin kính mời quý vị đại biểu đến với bài thơ Đại Xuân đổi mới, sáng tác và trình bày ông Trần Hữu Tiếp. Xin trân trọng kính mời ông. Tôi xin được trình bày bài thơ lớn lên trên cầu mừng xuân mới. Đại Xuân mình phấn khởi, các cụ vui mừng thọ đón xuân. Người bốn phương xa cũng như gần tỏ lời khen Đại Xuân mình đổi mới. Đường rộng thanh thang bao năm chờ đợi, đến bây giờ mới thỏa ước mong. Dẫu xuân này nhà chưa có số, phố chưa đặt tên, nhưng đường rộng, nhà cao là phố. Xin trình bày khổ thứ hai. Chúc các cụ năm nay mừng thọ, con cháu vui xuân đến đầy nhà. Đại Xuân mình tiếp tục nở hoa, đón xuân mới trong làn gió mới. Dân tin đảng, đảng vì dân gắng sức để Đại Xuân mình mãi mãi là xuân. Xin hãy đợi. Trong buổi lễ mừng thọ hôm nay, nhóm yoga của tổ dân phố Đại Xuân xin gửi đến các cụ, quý vị đại biểu một tiết mục yoga đặc sắc với tên gọi Gánh Cha. Xin mời các cụ, quý vị đại biểu cùng đón xem.
tôi chương trình là bài hát Gánh Mẹ, sáng tác Quách Biên do anh Toàn Thắng biểu diễn. Xin mời các cụ quý vị đại biểu cùng đón xem. Gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh ai, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh qua tháng dài, gánh qua năm sông những ngày đắng cay. Sớm mai vai gầy, mẹ xa là sẵn xa đây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biến rác sao, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo tung rơi, đâu bằng bông hiếu sự trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con. Oh,
tôi đánh chính là con. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Và tiếp theo xin mời các cụ, quý vị đại biểu, tất cả các nhân dân trong tổ dân phố, chúng ta cùng đón xem bài hát Mùa Xuân Nối Tiếp Mùa Xuân. Mùa xuân đến với bao điều mới mẻ, chúng ta hãy cùng đến với giai điệu lay động cả mùa xuân, sáng tác của nhạc sĩ Cao Việt Bách, ca khúc Cung Đàn Mùa Xuân, biểu diễn anh Bùi Hòa. Thơ vừa thôi.
hôm nay mùng bốn đầu xuân, chúc thọ các cụ quây quần tại đây, con cháu cùng đến đủ đầy, đầu xuân chúc thọ vui vầy hát ca. Tuổi cao gương sáng như hoa, cũng đừng suy tính là ta đã già. Tuổi cùng con cùng cháu trong nhà, giữ gìn đề nếp thuận hòa cùng vui. Cụ Lan sang tuổi 90, 90 nồi bánh chưng xanh, ươm cây ươm lá ươm cành chỗ hoa, dạy con dạy cháu chăm hòa, cây cao thêm nhựa để hoa lâu tàn, cây cao bóng cả xòe ngang, che mưa che nắng cả làng đều vui. Kính chúc cụ tuổi 90 giữ gìn sức khỏe cộng 10 chẳng trăm. 80 bốn cụ hỏi thăm, suốt ngày cần mẫn như cầm nhà tơ, nghĩ suy sau những ước mơ, dạy con dạy cháu đến bờ vinh quang. 75 bốn cụ trông sang, sức dài vai rộng bình an tấm lòng, dám đi điệu đứng oai phong, dồi dào sức khỏe cháu mong cậy nhờ. Hôm nay có mấy phần thơ, niềm vui lúc thọ ước mơ bao ngày. 70 ba cụ sang tay, cơm dẻo canh ngọt đong đầy thương yêu. Con cháu đi học sớm chiều, ông bà đưa đón mọi điều yên tâm. Hôm nay chúc thọ đầu xuân, kính chúc các cụ hưởng trăm lần nồi bánh chưng xanh. Xin hết ạ. Kết thúc chương trình là bài hát Tuổi già ơn Đảng do hội viên chi hội người cao tuổi Đại Xuân trình bày. Oh,
trình văn nghệ với chủ đề biết ơn nguồn cội xin phép được các bạn tại đây một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe hạnh phúc. Chúc buổi lễ mừng thọ của tổ dân phố Đại Xuân 2023 thành công tốt đẹp. Năm nay chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đại Xuân tổ chức chúc mừng thọ cho 12 cụ, đó là các cụ: một, cụ Nguyễn Thị Lan; hai, cụ Vũ Trường Thành; ba, cụ Hà Đức Chi; bốn, cụ Nguyễn Thị Duyên; năm, cụ Lê Thị Thanh; sáu, cụ Nguyễn Thị Thu; bảy, cụ Ngô Thị Bé; tám, cụ Nguyễn Thị Linh; chín, cụ Nguyễn Thị Tơ; mười, cụ Phạm Văn Tiến; 11, cụ Trần Duy Hệ; 12, cụ Đinh Thị Thiềm. Trong buổi lễ hôm nay có cụ Nguyễn Thị Thu, cụ Phạm Văn Tiến vì lý do gia đình nên các cụ không có mặt. Chúng tôi sẽ gửi quà tới hai cụ sau. Và bây giờ tôi xin trân trọng kính mời các cụ lên sân khấu. Xin mời các cụ. Cụ Nguyễn Thị Lan. Cụ Vũ Trường Thành. Bà mày cứ đọc đi. Cụ Hà Đức Chi. Cụ Nguyễn Thị Duyên. Cụ Lê Thị Thanh. Cụ Ngô Thị Bé. Cụ Nguyễn Thị Linh à. Cụ Nguyễn Thị Tơ à. Mời cụ Trần Duy Hè. Cụ Đinh Thị Thiềm à. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên tặng một tiết mừng thọ vào 500.000 đồng tiền mặt. Ba là các cụ Nguyễn Thị Thu, cụ Nguyễn Thị Linh, Ngô Thị Bé, cụ Nguyễn Thị Tơ mừng thọ 75 tuổi. Mỗi cụ được chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bãi Lông tặng một tiết mừng thọ và 400.000 đồng tiền mặt. Bốn là các cụ Phạm Văn Tiến, cụ Trần Duy Hệ, cụ Đinh Thị Thiềm mừng thọ 70 tuổi. Mỗi cụ được chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bãi Lông tặng một tiết mừng thọ và 300.000 đồng tiền mặt. Về phía tổ dân phố Đại Xuân, các cụ chúc mừng thọ được tổ chức chính trị xã hội có quà mừng cho các cụ như sau: một, quà của tổ dân phố 50.000 đồng; hai, quà của chi hội đảng 100.000 đồng; ba, quà của chi hội người cao tuổi 50.000 đồng; bốn, quà của chi hội cựu chiến binh 100.000 đồng; năm, quà của ban liên lạc quân giới của đảo ấy sẽ là 100.000 đồng; sáu là quà của tổ quân giới 100.000 đồng; bảy là quà của chi hội phụ nữ 50.000 đồng; tám là quà của chi hội chữ thập đỏ 100.000 đồng; chín là quà của chi đoàn thanh niên 100.000 đồng. Kính thưa các cụ, nhà máy thép 131 cũng rất quan tâm đến các cụ và cũng có quà mừng thọ cho mỗi cụ trị giá 300.000 đồng tiền mặt. Tiếp theo chương trình, xin mời ông Đào Đức Kinh, phó chủ tịch hội người cao tuổi lên trao cung mừng thọ và quà tặng cho cụ Nguyễn Thị Lan. Xin mời ông. Thank you.
trưởng, bí thư chi bộ lên cao cung mừng thọ và quà tặng cho Vũ Trường Thành, cụ Hà Đức Chi, Nguyễn Thị Duyên, Lê Thị Thành. Xin mời ông. Chúc mừng cụ, chúc cụ thận mạnh khỏe, muốn thật dẻo cho đại xuân. Anh đứng ở góc này một lúc. Bà mì đứng đây, bà mì đứng quan sát vào đây, cho một chồng lại đứng như thế.
xin Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Mấy Bông lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quý vị đại biểu, trong không khí vui mừng phấn khởi, toàn đảng, toàn dân vui xuân quý mão chào mừng kỷ niệm lần thứ 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2. Các cụ cười gọi con cái, các cụ cười tươi nhá, các cụ cười tươi gọi con. 2023, hôm nay cấp ủy tổ dân phố, chi hội người cao tuổi tổ chức chúc mừng thọ cho người cao tuổi tổ dân phố đang thọ 70, 75, 80, 90 tuổi. Tới dự buổi lễ thay mặt cho hội người cao tuổi phường Mãi Bông, xin được nhiệt liệt chúc mừng các cụ, các ông, các bà đang thọ 70, 75, 80, 90 tuổi năm nay. Kính chúc các cụ, các ông, các bà đang thọ có sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quý vị đại biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người, tôn vinh và phát huy giá trị vô giá của người cao tuổi để họ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và hội người cao tuổi đã thường xuyên quan tâm, phát huy vai trò, trách nhiệm của người cao tuổi ở địa phương, tổ dân phố. Người cao tuổi trong toàn phường đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao, chính càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hiến kế, hiến công, nêu gương trên lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả trên nhiều mặt. Cuối cùng, tôi xin một lần nữa chúc toàn thể các cụ, bà, cụ ông luôn dồi dào sức khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu. Chúc các cụ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Lam Sơn. Kính chúc lễ mừng thọ xuân quý mão năm 2023 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, thực hiện kế hoạch chúc mừng thọ của hội người cao tuổi phường Mãi Bông về việc trích quỹ chăm sóc của hội chúc mừng thọ các cụ đang thọ 90 tuổi trở lên vào dịp chúc mừng thọ, thay mặt cho hội cao tuổi phường xin tặng quà mừng thọ cụ Nguyễn Thị Lan đang thọ 90 tuổi. Xin mời cụ Nguyễn Thị Lan thay mặt cho phường chúc có quà chúc mừng thọ đang thọ 90 tuổi. Chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đại Xuân thay mặt cho
thường trực hội người cao tuổi phường có chúc quà chúc mừng toàn thể lễ chúc mừng thọ của chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đại Xuân. Xin mời đồng chí đã mời bà Đỗ Thị Huy, chi hội trưởng lên nhận quà. Trước khi phát biểu, cháu xin hỏi các cụ hôm nay chương trình văn nghệ của tổ dân phố Đại Xuân mừng thọ các cụ có hay không ạ? Vâng, báo cáo với các cụ và tất cả người thân, con cháu của các cụ là tổ dân phố Đại Xuân rất tự hào chương trình văn nghệ mừng thọ các cụ hàng năm diễn ra rất là đặc sắc. Và chương trình văn nghệ của tổ dân phố Đại Xuân cũng là một trong những chương trình đặc sắc nhất của 10 tổ dân phố ở phường Bãi Bông và được chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên khen ngợi là chương trình văn nghệ của Đại Xuân cứ như là các diễn viên chuyên nghiệp ấy. Cho nên là mừng thọ các cụ có những chương trình này là chúng tôi cảm thấy mình là mong sao sau này được mừng thọ có chương trình văn nghệ này thì rất là thích ạ. Xin là một tràng pháo tay để cảm ơn tổ văn nghệ. Kính thưa ông Đào Đức Hinh, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Phường Bãi Bông. Kính thưa ông Nguyễn Hồng Trường, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Đại Xuân. Kính thưa ông Lê Việt Bắc, Phó Bí thư chi bộ Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Kính thưa các đồng chí trong Ban Công tác Mặt trận. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các gia đình ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, cho phép tôi kính chúc các đồng chí đại biểu, chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa buổi lễ, hàng năm cứ độ xuân về, trong tâm thức mỗi một người chúng ta ai cũng có một cảm xúc riêng với một suy tư tốt đẹp và đều cầu mong mọi người đều được mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp của một năm mới. Xuân Quý Mão năm nay hòa chung trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thi đua đạt nhiều thành tích của một năm mới. Hôm nay mùng 4 Tết Xuân Quý Mão, theo nghị quyết của Hội Người Cao Tuổi phường Bãi Bông, các chi hội người cao tuổi trên toàn phường long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ trong diện được chúc mừng thọ. Tổ dân phố Đại Xuân năm nay rất vui mừng phấn khởi, chi hội người cao tuổi tổ chức mừng thọ cho 12 cụ độ tuổi thọ 70 đến 90 tuổi. Đó là niềm vui phấn khởi của các cụ và gia đình các con cháu của các cụ, nhưng cũng là niềm tự hào chung của tổ dân phố Đại Xuân. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, lễ mừng thọ là một nét văn hóa mang đầy tính chất nhân văn của con người Việt Nam chúng ta. Dân tộc ta có truyền thống rất sâu nặng về đạo hiếu, điều đó nói lên tình cảm gắn bó rất mật thiết giữa con người với nhau. Vợ chồng ai cũng mong cho nhau được mạnh khỏe, sống lâu. Các con các cháu thì mong cho cha mẹ mình, ông bà mình được mạnh khỏe và sống lâu, là chỗ dựa vững chắc trong mỗi một gia đình Việt Nam chúng ta. Hôm nay trong buổi lễ trang trọng này, tôi rất vinh dự được thay mặt các đồng chí trong cấp ủy chi bộ
ban quản lý tổ dân phố, ban công tác mặt trận, tất cả các chi trưởng, các chi ngành của tổ dân phố Đại Xuân được phát biểu chúc mừng thọ cho các cụ. Trong không khí trang trọng hôm nay, tôi không biết nói gì hơn để bày tỏ cảm xúc của mình với các cụ. Xin kính chúc các cụ thật mạnh khỏe, rèn luyện dưỡng sinh. Điều mà ai cũng chúc là các cụ sống lâu, sống khỏe, mãi mãi là cây đa cây đề của tổ dân phố cũng như của gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho mỗi một gia đình và tổ dân phố Đại Xuân. Một lần nữa, xin kính chúc các cụ mạnh khỏe, chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin cảm ơn. Hôm nay thứ hai đó là tôi xin tin
tưởng vào lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về trách nhiệm của người cao tuổi đối với đất nước. Sau 5 năm khi tôi được mừng thọ ở tuổi 70, lời hiệu triệu ấy là kim chỉ nam để tôi luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào Đảng và Nhà nước và Tổ chức Hội. Thứ ba là tôi luôn tự hào khi là một hội viên của hội, tự hào là người cao tuổi chúng tôi không những được quan tâm chăm sóc và chúng tôi còn được sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các cụ, để tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng, ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo và xứng đáng với 18 chữ vàng của Đảng và Nhà nước đã phong tặng cho người cao tuổi, tôi mong rằng mỗi hội viên người cao tuổi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và giáo dục con cháu phấn đấu rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội và nối tiếp những truyền thống tốt đẹp của quê hương Đại Xuân chúng ta. Kính thưa các cụ đại biểu, thưa các cụ, cảm xúc cá nhân thì còn rất nhiều chúng tôi, nhưng tôi xin phép được dừng lại tại đây. Một lần nữa thay mặt cho 12 cụ được mừng thọ năm nay, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, chúc các cụ, các ông, các bà sang năm mới luôn đổi vào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin cảm ơn. Vâng, và tôi cũng xin trân trọng cảm ơn cụ, và tôi cũng xin thay mặt cho chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đại Xuân xin được chúc tất cả các cụ sang năm mới có thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin mời cháu Phạm Toàn Thắng, đại diện cho con cháu của các cụ được mừng thọ, lên có đôi lời phát biểu và tặng quà cho các chị hội. Kính thưa ông Đào Hữu Hình, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Bãi Bông, ông Nguyễn Văn Châu, Tổ trưởng Tổ dân phố Đại Xuân, các ông bà đại diện cho chính quyền địa phương, các ông bà đại diện cho chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đại Xuân, kính thưa các cụ, các ông, các bà tổ dân phố Đại Xuân, hòa trong không khí vui xuân, vui Tết cổ truyền dân tộc, hôm nay ngày 4 Tết Quý Mão năm 2023, chi hội người cao tuổi cùng chính quyền địa phương tổ dân phố Đại Xuân tổ chức lễ mừng thọ cho các ông bà cao tuổi trong tổ dân phố Đại Xuân. Được sự giới thiệu của ban tổ chức, tôi rất vinh dự là thế hệ con cháu được thay mặt cho các gia đình có 12 cụ được mừng thọ phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay. Lời đầu tiên, nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, chúc các cụ, các ông, các bà và các vị quý khách một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Và xin bày tỏ lòng cảm ơn tới các cấp chính quyền, đoàn thể và chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đại Xuân đã quan tâm tạo điều kiện đến người cao tuổi trong tổ dân phố. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các ông, các bà, lễ mừng thọ đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong ứng xử của người Việt Nam. Trong mỗi dịp đầu xuân năm mới, mừng thọ là thể hiện sự tôn trọng lòng hiếu thảo cũng như sự kính trọng của con cháu đối với các bậc cao niên. Và mừng thọ cũng là cách giáo dục, răn dạy con cháu phải có bổn phận ăn ở, có trước, có sau, với ông bà, cha mẹ, với người đời và với xã hội. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, không sao nói hết được công lao trời bể của các bậc cha, mẹ, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước, người người biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chấn giữ ghi lòng con ơi. Chúng con khôn lớn như ngày hôm nay là nhờ công ơn nuôi dưỡng sinh thành của cha, mẹ. Bây giờ khi đã là người cha, người mẹ, chúng con càng thấu hiểu hơn công ơn cha mẹ. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ thầy. Giờ đây, cha mẹ tóc đã bạc để tỏ lòng biết ơn
của con cháu đối với ông bà cha mẹ. Chúng con mong muốn các cụ, các ông, các bà trong buổi lễ mừng thọ ngày hôm nay sẽ tiếp tục sống khỏe, sống có ích và trường thọ để hưởng thụ tuổi già cùng con cháu, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tiếp tục truyền thống, truyền đạt kinh nghiệm của mình đóng góp cho địa phương và con cháu. Một lần nữa, nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023, thay mặt cho các gia đình có các cụ được mừng thọ, xin gửi lời cảm ơn tới các cấp, chính quyền địa phương, các đoàn thể và chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đại Xuân đã tổ chức lễ mừng thọ cao tuổi cho các ông, bà, cha mẹ chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các đồng chí cùng gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và an khang. Xin cảm ơn. Nghiêng ra cụ đấy, cứ để cụ ngồi được, cứ ngồi ngồi được, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, thế độ ok. Về đằng sau cụ Nguyễn thì cụ Nguyễn thì bé đâu, đứng nghiêng nha, đúng rồi bà cứ ngồi được, cúi xuống rồi ok, tặng cho bà đi rồi. Con của cụ Nguyễn Thị Tơ đâu? Từ Tuấn ơi thì mới được ảnh. Từ Tuấn ơi, từ Tuấn ơi. Để cho đi ăn nào tặng cụ đây. Con của cụ Trần Duy Hè. Đứng nghiêng vào trong nhá, tường em ơi, đứng nghiêng vào trong con tường. Con của cụ Đinh Thị Thiền. Từ từ bà Thiềm ơi, từ từ đứng ra ngoài, em cầm bó hoa đứng ra ngoài đi. Rồi rồi cô ơi, ok. Tặng đi, rồi được rồi, đúng rồi, được, đúng rồi. Đây con cháu ơi là... cả nhà đứng đi, nhìn thẳng vào đây nhá, nhìn vào đây nhá, nhìn vào đây này, cười tươi nào các cụ ơi, tươi đây nào nào các cụ ơi, cười nào các cụ ơi nhá, từ từ nhá, và đó quay lại các cụ cứ thời đứng yên nhá, cả nhà mình cứ đứng yên đấy nhá. Ở trên sân khấu à? À, tổ trưởng ông Nguyễn Đồng Trường bí thư chi bộ của ông Nguyễn Văn Châu, tổ trưởng sân khấu. Rượu rượu cho ông rồi. Rượu.
chứ ạ. Cái đằng trước đây đoạn kia nó không đạt trưởng ở đây, của anh Tây. Đấy, bình tĩnh nhá, đường bắc đi. Vâng, và mời ban công tác mang triệu xuống để mời tất cả các cụ và các anh chị em các cháu ở dưới hội trường không ạ? Là đứng xa sang bên này một tí nào, đứng xa ông Châu ơi, ông Châu ơi. Rồi, đúng rồi đấy, thế đẹp đấy. Rồi, đẹp đấy. Cứ tiếp tục đây. Đứng vào giữa được rồi, ok nhé, đứng vào giữa cười tươi đây nào. Rồi được rồi, có thể là cứ cầm chén rượu đây. Mô thầy bà các cụ dâng chén rượu lên cho con ạ. Mô thầy bà các cụ cười lên, mô thầy bà, mô thầy.